Quay trở lại với kênh Bà Hùng Audio. Clip này em test cặp loa JBL XPL 200 mà em đã giới thiệu được với quý vị các bạn ở clip trước. Đây là một cặp loa thực sự là rất hay ở trong tầm tiền trên 40 triệu thì chắc chắn rằng nó rất xứng đáng với tầm tiền chúng ta đầu tư. Loa JBL XPL 200 em giới thiệu sơ qua về cái cấu hình của nó. Loa bát 30 cm, củ bát lòng sâu gân mút màng giấy, và một loa trung 17,5 cm, một loa trung trầm 17,5 và một loa trung cao là trung đôm 7,5 cm, và một loa chép đôm là 2,5 cm. Loa có 4 đường tiếng, và đặc biệt là phần trung cao và loa chép thì sử dụng loa chép màng titan. Cho màng titan là một trong những cái loại màng đặc trưng của JBL cho chất âm rất là sạch sẽ và chi tiết. Cặp loa này thì em giao lưu với anh em mức giá là 44.500.000 đồng, mức giá rất là tốt. Trên thị trường thì vẫn có những shop bán khoảng trên dưới 50 triệu, thì hôm nay em có một cặp hàng tuyển chọn rất đẹp giao lưu với anh em mức giá là 44.500, hàng rất đẹp luôn. Anh em có thể qua trực tiếp shop em để trải nghiệm âm thanh thực tế còn hay hơn rất nhiều khi quay qua clip. Thơm lúa non, ai ra đi
mà không từng bên riêng, xa người yêu mà dễ mấy ai vui. Em nhìn theo bằng nước mắt chia phôi, tôi mạnh bước mà nghe hồn nhỏ lệ. Này anh lính chiến, người bạn pháo binh, mẹ tôi tóc xương, từng đêm nghe đạn pháo rơi thật buồn. Anh rót cho khéo nhé, kẹo lầm vào nhà tôi. Nhà tôi